Hello, xin chào tất cả mọi người ha. Thì bên em là điện thoại Samsung hàng xách tay ha mọi người. Điện thoại nằm bên góc phải màn hình, có link Facebook địa chỉ dưới phần mô tả. Mọi người cần thì liên hệ qua Facebook hoặc Zalo với em ha. Bên em có nhận ship code toàn quốc luôn. Hàng tới mọi người được kiểm tra test thoải mái trước khi nhận hàng ha. Rồi, trước tiên lên máy cho mọi người xem ha. Trước tiên là Note 20 Ultra mọi người. Đây, Note 20 Ultra ha. Note 20 Ultra thì màn 6.9 inch, pin thì sẽ là 4500 ha mọi người. À, không lên hai sim được ha. RAM thì sẽ là 12 nè, 256 GB, chạy chip là Snapdragon 865 LED nha mọi người, 865 cộng ha. Màn tần số quét là 120Hz, độ phân giải 2K cộng ha. Đây mọi người, màn đang là 120Hz ha. Rồi, cái này em bán giá là 9.300.000 ha mọi người. Book thì kết nối chụp hình bình thường ha, máy em bao test 7 ngày, bảo hành phần cứng với không a. Phần cứng với bao test 7 ngày, bảo hành phần cứng 60 ngày nha mọi người. Em quên, không phải máy kia. Đây, ngoại hình nè mọi người. Ngoại hình gần như là đẹp hết luôn mọi người. Chỉ có cấn đẹp nhẹ xíu thôi. Đó, nhẹ tí góc này thôi, còn lại là đẹp hết ha mọi người. Đó, giá em bán 9.300.000 ha. Thì may là 5582 ha mọi người. Rồi, tiếp lên cây màu xanh mọi người. Nước 10 xanh đen ha. Đây mọi người, tình trạng là đốm đây ha, màn đốm thì bao mọi người test 7 ngày, bảo hành phần cứng không lăn 45 ngày ha. Này Note 10 Note 5G ha mọi người, Note 10 cộng 5G, bản hàng lên 2 sim được. Pin thì sẽ là 4300, màn 6.8 inch ha. Độ phân giải 2K cộng. RAM thì sẽ là 12, 256 GB. Có bút S Pen ghi viết không chụp hình ha mọi người. Nói chung là ghi viết được, mình không chụp hình bằng bút nha mọi người. Còn chụp hình bình thường thì vẫn được ha. Đó, giá em bán là 4.300.000 cái này ha mọi người. Đây ngoại hình. Đây có cấn xíu mọi người. Đó, 4.300.000 ha. Và tiếp lên cây màu đen này 4.300.000 luôn mọi người. Đây, tình trạng là màn đốm đây ha. Đây thì cũng là RAM 12 mọi người, RAM 12 256 GB ha. Pin thì cũng 4.300 thôi. Đó, tình trạng thì màn đốm đây, còn lại là không có lỗi lầm gì hết. À, giá bán 4.300.000, màu đen nha mọi người. Đây, ngoại hình đẹp ha. Ngoại hình không có chạy xước gì hết, tình trạng có hai lưng gồi ha mọi người. Giá bán là 4.300.000. Rồi, tiếp lên Note 10 5G. Note 10 5G này tình trạng cũng là màn đẹp mọi người. Màn đẹp không có lỗi ha. Đây, Note 10 5G thì màn 6.3 thôi mọi người. Đó, RAM 12 256 GB luôn. Màn 6.3. Pin thì 3500 ha. Đó, bản hàng không lên 2 sim được nha mọi người. Giá bán ngày này là 5.000.000 ha. Đây ngoại hình nè mọi người. Đó, ngoại hình nói chung rất là đẹp nha mọi người. Rồi tiếp lên S20 5G nha mọi người. S20 5G. Cái này cũng bản hàng ha mọi người. Bản hàng không lên 2 sim được ha. Pin thì sẽ là 4500, màn 6.2 inch ha. Đó, độ phân giải là 2K cộng nè. RAM thì sẽ là 12, 128 GB ha mọi người. Đó, cây này được cái là tần số quét là 120Hz luôn. Nói chung chơi game rất ngon nha mọi người. Có cái màn nó hơi nhỏ ha, 6.2 bằng S9 cộng thôi. Đó. Còn lại nói chung cây này còn rất là ngon nha mọi người. Chạy chip Snapdragon 865 nữa ha. Màu xanh ha mọi người. Đây ngoại hình nè. Nói chung ngoại hình khá đẹp nha mọi người. Email là 4621 ha, giá bán là 5.000.000 ha mọi người. Rồi, tiếp cây này 1206 thì cấu hình nó giống vậy luôn mọi người, cũng là RAM 8 128 GB, RAM 12 mọi người, RAM 12 128 GB luôn ha. Đó. Tình trạng này như nhau hết, màn đẹp không lỗi ha mọi người. Khi nào có lỗi em sẽ báo ha. Đó thì giá trên đây của em bao gồm tặng sạc ốp dán màn hình cho mọi người rồi ha, với một que chụp sim ha. Cái này là lưng có dán lại rồi mọi người. Thì nói chung lưng thì mấy cái này nó hay hở lưng mọi người, dán lại là bình thường thôi ha, chứ không có sao hết. Đó, cái này giá bán là 5.000.000 ha. Nói chung quan trọng cái máy ngon là được mọi người. Đây ngoại hình này. Đó, S20 5.000.000 ha mọi người. Rồi tiếp lên cái màu trắng luôn. Màu trắng thì cũng vậy luôn mọi người, cũng 5.000.000 luôn ha. Email màu trắng là 8083 nha mọi người, 8083. Đó, pin thì cũng 4000. Nói chung là giống nhau hết mọi người.
mấy cái này cấu hình giống nhau hết, không lên được hai sim ha, 5 triệu luôn mọi người. Đây màn hình cái trắng rất là đẹp luôn. Rồi tiếp lên S10 5G ha, S10 5G. S10 5G tình trạng cái này là màn đẹp không có lỗi mọi người. Cái này hôm qua em quay 4 triệu 7 nay bán lại 4 triệu 700 ngàn ha. S10 5G thì sẽ là RAM 8 256GB ha. Pin thì sẽ là được 4500 mọi người. Đó, màn 6.7 inch độ phân giải 2K cộng ha. Có loa kép luôn. Nói chung đây đa số là có loa kép mọi người. Có dòng 8 là không có loa kép thôi. Đây, này mọi người lấy em gắn khi sim vô ha. À, tình trạng cái này có hai lưng rồi, lưng không yên may ha mọi người. Giá em bán là 4 triệu 700 ngàn ha. Và tiếp cái này xuống 100 đi mọi người cho nó hợp lý. Đây, tình trạng là màn có trắng phim nhỏ 1 chấm nè mọi người. Đó, còn là không có lỗi gì hết. Nói chung mình mở sáng nên không thấy ha mọi người, mở tối thì nói chung để ý mới thấy thôi. Đó, còn lại là không lỗi làm gì hết, cũng là RAM 8 256GB luôn ha. À, giá em bán cái này là 4 triệu 100 ngàn, email 1705 ha mọi người. Đây, RAM 8 256GB. Pin sẽ là 4500, màn 6.7 inch, độ phân giải 2K cộng ha. Đây, ngoại hình nè mọi người. Cái này cũng hai lưng rồi ha mọi người. S10 5G đa số là hai lưng rồi hết mọi người. Rồi, tiếp lên cây này 3 triệu 600 ngàn ha. Email là 0289, giá 3 triệu 6. À, RAM 8 256GB luôn, cấu hình giống vậy luôn ha. Tình trạng cũng có hai lưng rồi luôn. Đây, ngoại hình cái này thì nó hơi xước sát mọi người. À, ngoại hình hơi xấu. Đây, cái này thì tình trạng là màn đốm đây mọi người, với ám thanh công cụ dưới đây nè. Ám thanh công cụ mọi người. Nói chung mờ lắm, khó thấy lắm mọi người. Này, ở ngoài mọi người thấy mới được. Quay video khó thấy lắm. À, giá em bán cái này là 3 triệu 600 ngàn ha. RAM 8 256GB. Rồi tiếp lên Note 9 nha mọi người. Note 9 ha. Note 9 cái này màu trắng. Tình trạng là màn đẹp không có lỗi lầm gì hết. Note 9 thì sẽ là RAM 6 128GB. Pin thì sẽ là 4000 mọi người. Đó, màn hình là 6.4 inch ha. Độ phân giải là 2K cộng. Đó, có bút S Pen ghi viết chụp hình được không rồi. Cái này ngoại hình khá đẹp nè. Giá em bán là 4 triệu ha. Đó, ngoại hình rất là đẹp luôn nha. Đó, giá em bán 4 triệu không rồi. Email là 2015 ha. 2015. Rồi tiếp lên cây này. 2344 nha mọi người. 2344. Giá em bán là 4 triệu mốt mà giảm 104 triệu luôn ha. Bán cho nó đồng giá luôn. Đây ngoại hình nè mọi người. À, thì khi nào lỗi em sẽ báo lỗi em bán ha. Cái này cũng là RAM 6 128GB thôi mọi người. À, giá bán là 4 triệu 100 ngàn ha. Ngoại hình đẹp nha mọi người. Rồi tiếp cây màu Titan mọi người. Titan nói chung ngoại hình cũng đẹp mọi người. Đây ngoại hình nó có xấu tí xíu ở đây. Nói chung cũng tầm cỡ được 97-98% mọi người. Xấu tí xíu ở đây xem. Còn lại là không có gì hết ha. Đó. Đây thì cái này em cũng bán là 4 triệu ha. Cái này email là 3981 không người. Email 3981 ha. Giá 4 triệu. Rồi tiếp lên cái này 3 triệu 800 ngàn người. Rồi tiếp lên cái này mọi người. 3 triệu 800 ngàn ha. Email là 1969 nè. Ở cái này thì sẽ là bản 512GB mọi người. Đây, RAM 8 512GB ha. Cái này tình trạng á, là màn nó như màn đẹp không khác gì mọi người, cận đẹp luôn. Nói chung là như màn đẹp á, đã fix rồi thì nó như màn đẹp thôi mọi người. Nhìn nó có cái lằn fix ngang đây. Mà rất là mờ luôn, rất là khó thấy luôn ha. Thì cái này á, là em lấy giá màn đẹp mọi người. Nhưng mà về thì em bán thì em lựa ra cái nào đẹp thì em bán dịch đẹp. Còn cái nào bị nhẹ giống vậy nè. Đó, cận đẹp giống vậy nè. Đó, thì em vẫn lấy giá màn đẹp ở ngoài. Nhưng mà về thì em bán là em bán giá quỳ vốn thôi mọi người. Đó, 3 triệu 800 ngàn ha. Đó, giống như mọi người giờ mọi người mua được cái giá sỉ của cửa hàng của chỗ giao điện thoại luôn mọi người. Chứ thật ra nhiều chỗ người ta lấy này về ta vẫn giá bán giá màn đẹp là bình thường ha. Đây mọi người. Nói chung là cái đường này nó fix rồi, nhìn không thấy mọi người.
đó, rất là nhẹ luôn, khoảng 512GB nữa. Ngoại hình nói chung là ken luôn. Cái này mọi người xài như màn đẹp không khác gì ha. Em bán màn đẹp vẫn được đó, nhưng mà có sao bảo vậy cho dễ mọi người. Đó, vậy em bán 3.800.000 ha. Rồi tiếp lên cây này mọi người, 3.500, nó cũng tình trạng giống cây đó rồi mọi người. Đó, cây này thì cũng bán ngoài vốn luôn. Thì hai cây này em lấy em bán là lỗ vô sạc thôi mọi người. Bán ngoài vốn lỗ vô sạc ha. Cái này nó bị hiện cái hình dưới đây mờ xíu mọi người. Đó, cái hình thanh công cụ rất là mờ luôn ha. Còn lại là không có lỗi gì hết. Có dừng tay hơi xước xíu nè mọi người. Đó. Còn lại là ngoại hình là rất là đẹp luôn. Đó, cũng là cái này thì RAM 6 thôi mọi người, RAM 6 128GB ha. Đó, giá bán 3.500.000, email là 3472 ha. Như màn đẹp không khác gì mọi người. Rồi, tiếp lên cây S9 cộng màn đẹp ha. S9 cộng thì sẽ là RAM RAM 6 mọi người, RAM 6 64GB ha. Pin thì sẽ là 3500. Đây pin 3500 mọi người, màn 6.2 inch độ phân giải 2K cộng ha. Có trợ lo kép thì cây này bán hàng lên 2 sim được không mọi người? Ở giá bán là 3.400.000, email là 0851 ha. Đây ngoại hình nè mọi người. Có cấn này xíu ha, cái này cũng quay hai video rồi nè. Chung là rất là đẹp ha. Giá bán 3.400.000. Và tiếp lên cây này, tình trạng thì cũng có hai lưng rồi nè. Đó. Mà cái này bản Mỹ ha, không lên được 2 sim nha mọi người. Nhưng mà Mỹ thì sẽ là bù lại được là chip Snap 845 ha. Nó mượt hơn cái chip Exynos tí xíu thôi. Nhưng mà cái đó chỉ dùng cho ai chơi game nha mọi người. Chứ còn không chơi game thì chip nào nó cũng ngon hết á. Đây, cái này cũng RAM 464GB ha mọi người. Nói chung chơi game thì Exynos chạy vẫn bình thường mọi người. Nhưng mà Snap thì mình chơi nhiều á, ngon hơn xíu ha. Đó, giá bán cái này cũng 3.400.000 ha. Rồi tiếp lên cây này 2.400.000, giảm 100 hôm qua mọi người. Cây này email là 2221 ha, RAM 6 256GB ha, bạn 256GB. Tình trạng có hai lưng rồi nè. Đó, tình trạng là màn ám nha mọi người. Đây mọi người nhìn thấy nó hai lần không? Đó, màn ám ha. Đó, thì cây này em bán giá là 2.400.000 ha mọi người. Nói chung cây này ám cũng khá là nhẹ mọi người, nhìn còn ok lắm, chưa tới nỗi khó chịu ha. Đó cũng là RAM 6 256GB, pin 3500, màn 6.2 ha. Độ phân giải là 2K cộng. Giá bán 2.400.000 ha. Rồi tiếp cái này mọi người, cái này em qua bán 24 nên em giảm 200 nè, bán quỳ vốn luôn. Đó thì cái này mọi người biết rồi đó, em lấy về em giảm về 200 quỳ vốn là mọi người biết một cái máy em lại có 200.000 thôi mọi người. Đó. Chứ đâu có lời nhiều đâu. Mà chưa tính nói chung là bảo hành cho mọi người này kia nữa, giờ em bán 10 cây mà dù giờ bảo hành một cây là nói chung lỗ hết nửa tiền người đó, chứ đâu có phải là lời nhiều đâu. Thế tình trạng cái này là màn nó lưu nè mọi người, mọi người thấy không, lưu nè ha, ở bên đây nữa ha, đó có lưu ha, với ám nhẹ. Thì cái này em bán giá này bán quỳ vốn là 2.200.000 ha mọi người. Đây cái này là RAM 6 64GB ha. Đó, pin thì cũng 3500, màn 6.2 inch, độ phân giải 2K cộng ha. Có trợ lo kép, email là 7092, giá 2.200.000 ha. Rồi tiếp cây này mọi người, cây này xuống 100 bán quỳ vốn nữa nè. 3394. Cây này tình trạng là lưng có xấu nè mọi người. Đó, ngoại hình cũng xấu luôn. Không ngoại hình được thôi chứ không xấu lắm mọi người ơi. Đó tình trạng cây này là màn ám vậy nè mọi người. Đó, nói chung ở ngoài thì nhìn nó đỡ hơn một xíu thôi nha. Đó. Cây này thì sẽ là được RAM 6 256GB ha. Đó. Thì nó ám có lưu nhẹ xíu nữa nha mọi người, chứ không phải ám không ha. Rồi ám nặng vậy là lúc nào cũng có lưu hết á. Đó. Đó thì cây này em bán giá là 2 triệu không rồi, nó giảm 100 nữa ha. Rồi, tiếp lên lớp 8. Lớp 8 thì 6099 mọi người, email 6099 ha, giá 2.400.000. Đây, RAM 464GB, pin 3003, màn 6.3 inch, độ phân giải là 2K cộng ha, chưa hỗ trợ loa kép. Bút USB cũng chưa hỗ trợ chụp hình nha mọi người. Đây, tình trạng cái này là màn đốm đây mọi người. Ở màn đốm thì em bao mọi người test 7 ngày bảo hành phần cứng không loan cho mọi người là 45 ngày ha. Thì máy bên em đã bao gồm tặng sạc ốp dán màn hình cho mọi người rồi ha. Đó, cái này bán giá bán là 2.400.000. Đó, tình trạng là màn đốm thôi mọi người.
Đây ngoại hình cũng còn rất là đẹp ha. Nào mọi người lấy em gắn bút vô. Giá 2.400.000. Rồi tiếp cây này 2.300.000 ha. Cây này bữa em có nói rồi, lưng nó xấu em trừ 100.000 cái lưng ra ha. Cây này là 2102 gam 664 ghi luôn. Rồi, tình trạng cây này mọi người là màn ám ha. Nói chung ám còn nhìn rất là sáng nha mọi người. Đem cho mọi người coi cây màn như màn đẹp nè. Đó, hai cây nó cũng tương tự thôi mọi người, nó không có khác gì mấy ha. Đó thì cái cây này á là màn nó ám rất nhẹ ha, còn lại không có lỗi gì hết, giá bán là 2.300.000. Rồi tiếp cây này nè mọi người. Cây này thì tình trạng là nó có lưu hình, lưu rất là mờ nha. Đó, nói chung thì ở ngoài nhìn thấy nó rõ hơn xíu nha mọi người, còn trong đây thì không thấy được lưu ở đây. Đó, còn lại là không có lỗi gì hết mọi người, có lưu ảnh tí. Đây ngoại hình nè mọi người, nói chung ngoại hình còn khá đẹp ha. Email là 8142, giá 2.400.000, gam 664 ghi, pin 3003, màn 6.3, độ phân giải là 2K cộng ha. Rồi tiếp lên cây này 2.000.000, ba cây này em bán đồng giá 2.700.000 mọi người, bữa 2.800.000 hôm nay xuống đồng giá 2.700.000 ha. Tình trạng là màn cận đẹp nha mọi người. Đây nó có một cái hình siêu mờ với đây luôn, đó rất là mờ luôn nha mọi người. Nói chung nhìn kỹ nó mới thấy nha, mà mọi người phải biết nhìn nó mới thấy chứ thật ra như màn đẹp không khác gì ha. Đó thì cái này sẽ là gam 664 ghi, pin 3003, màn 6.3 inch ha, độ phân giải là 2K cộng, chưa hỗ trợ loa kép. Email là 9823, giá em bán là 2.300.000 ha. À em xin lỗi, 2.700.000 nha mọi người, tại em đọc số 3 cái em lộn 2.300.000 đó. Đây ngoại hình nè mọi người, đó 2.700.000. À, tiếp cây này cũng vậy luôn rồi, nó cũng nhẹ với khúc đó luôn. Đây nó cũng nhẹ với đây một đường nhỏ luôn rồi. Đó còn lại không lỗi gì hết. Nói chung mấy cái này màn cận đẹp mọi người, nó có hình mờ tí thôi. Đó, giá bán cũng 2.700.000 luôn ha mọi người. Đây màn hình có xấu đây xíu ha. Email là 50 5100 ha mọi người, 2.700.000. Rồi cây này cũng vậy luôn, 2635 ha mọi người. Cây này thì nó như màn đẹp không khác gì mọi người, như màn đẹp rồi. Cái hình này nó siêu mờ luôn, cái hình bị nhẹ nè, chung nhìn không thấy luôn á. Đó. Đó như màn đẹp không khác gì hết, nhưng mà có xuất kính xíu. Đó này dán BBF lên nhìn nó ok không rồi, dán màn hình lên đó, giá bán cây này cũng 2.700.000 ha. Đây ngoại hình nè mọi người, đó giá bán là 2.700.000. Rồi tiếp lên cây S8 cộng ha, 2.100.000, nhưng mà 9523, có nứt lưng ha, tình trạng là có nứt lưng. Đây tình trạng là màn ám nha mọi người. À, mọi người nhìn giùm em ha. Đây mọi người nhìn ngay tay em, thấy hai cái đường ám. Đó, nói chung nhìn còn rất là ok nha mọi người, chứ chưa tới nỗi khó chịu lắm ha. Nhìn còn rất là sáng nha. Giá bán là 2.100.000, gam 464 ghi, pin 3005, màn 6.2 inch ha, độ phân giải là 2K cộng. Giá 2.100.000. Rồi tiếp lên cây này cũng 2.100.000 luôn rồi, 23 giảm còn 21 luôn rồi. Email là 6527 nha mọi người, gam 664 ghi luôn ha. Tình trạng nè mọi người là màn đốm ha. Ở màn đốm thì xài bình thường mọi người, không có ảnh hưởng gì hết. Cái màn này như màn đẹp rồi, có ám rất là nhẹ luôn ha, như màn đẹp luôn, như một cái đốm đây. Đó còn lại không lỗi gì ha. S8 cộng mà giờ bán bằng giá S8 luôn mà còn bán không được mọi người. Rồi tiếp lên cây 2.350 ha, email là 1080, tình trạng cái này là có hai lưng rồi nè, với cái sườn nó xấu mọi người. Đó sườn rất là xấu ha, mà màn đẹp không lỗi gì hết thì em bán giá 2.350 ha. Đó, màn đẹp của nó thì giá là 2.500 mọi người, cái này nay em giảm còn 2.300, thì nó nói chung sườn xấu thì nó bớt được 200.000 mọi người.
Rồi em cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem video của em ha. Mọi người xem video cho em xin một like, một đăng ký kênh ha. Còn mọi người cần mua hàng thì liên hệ qua Facebook hoặc Zalo với em ha mọi người. Bên em có quầy thẻ tín dụng ha. Mọi người cần thì liên hệ qua em ha. Rồi cảm ơn mọi người ha.